Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với Phạm Văn Tu. Hôm nay mình lại quay lại review cho anh em về cái sản phẩm đồ chơi phụ kiện anh em ạ. Đây là cái phụ kiện đồ chơi gọi là ốp bậc chân trong chân ngoài của con Serato. Một bộ chân trong hoặc chân ngoài nó đều có 4 cái nhé, 1, 2, 3, 4. Đấy. Cái bên ngoài 1, 2, 3, 4. Thì đây là hàng cao cấp anh em ạ, hàng của Titan và cụ thể là nó lắp cho con Serato. Thì đây nó có chữ Serato này. Đấy. Màu này là màu titan nó là màu nó kiểu như màu hơi đen đen này nhỉ. Đây gọi màu titan. Ok chưa anh em? Này. Đây nhá, nhưng mà cái hàng ấy nó thi thoảng về anh em mình khi nhận hàng ấy thì thấy nó hơi sứt sứt này nhưng đừng lo nhá, nó chỉ là khung là túi bóng thôi. Đây này. Để mình lột lột ra cho anh em xem nhá. À, màu này. Long lanh chưa? Mở hàng ra nhá. Đấy. Lung linh luôn anh em ạ. Đấy. Ngoài con Cerato ra thì rất nhiều con như Mazda của Morning, Hyundai, Toyota các kiểu mình có đầy đủ hết anh em nhé. Ở phía sau của nó sẽ có một cái lớp băng dính 3M anh em ạ, dính khá là chặt đấy. Anh em nào về cái thao tác lắp ấy thì về như này này. Đây là mình lột ra trước để cho anh em xem nhá, chứ còn về là anh em mình cứ để như thế này đấy, để kệ túi bóng ướm và đã ướm trước và đã bậc trong bậc ngoài như thế nào. Đúng rồi, vừa rồi đúng vế rồi thì bắt đầu là lấy cái rẻ vệ sinh lại cái bề mặt mình cần dán chỗ chân đấy. Lấy cái vải khô nhá, đừng có tẩy tẩy rửa chất tẩy rửa gì cả, vải khô thôi thì nó mới dính cái này. Sau đó là hơ qua cái lửa hoặc máy sấy ấy cho nó nóng cái này lên, bắt đầu là dán vào thì giữ giữ khoảng 5-10 giây, xong rồi lấy khăn miết cái này vào. Đấy, xong rồi nó sẽ ra được cái sản phẩm. Xong xong cuối cùng mình mới bóc hẳn cái này ra. Bóc hẳn cái này ra này. Đấy, thì nó sẽ ra được như thế này. Này nói chung là cái nhiệm vụ chính của nó là chống trầy, chống xước cái chỗ bậc, nhưng mà sau này một thời gian mình sử dụng ấy thì mình chán ấy, mình bỏ ra thì nó vẫn còn mới. Ok nhá, anh em cần hàng liên hệ với mình qua số 0949 53889 nhá. Xin chào cả anh em, hẹn gặp lại anh em video lần sau.